Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 8 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Chung tay quan tâm chăm lo cho các nạn nhân chất độc da cam bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa nhân kỷ niệm ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Hải Phòng phấn đấu không chỉ là thành phố cảng mà còn là trung tâm kinh tế công nghiệp, trung tâm thương mại dịch vụ và trung tâm dịch vụ logistics quan trọng của quốc gia trong những năm tới. Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp đường 403 giai đoạn 2 từ phà Dương Áo đến kênh Hòa Bình trên địa bàn xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy đang đứng trước nguy cơ chậm tiến độ do sự chây ý của một hộ dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam mùng 10 tháng 8, chiều nay đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tiến thăm tặng quà các gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn quận Dương Kinh. Đến thăm tặng quà ông Nguyễn Văn Trà, sinh năm 1950, ở tổ dân phố số 15 phường Hưng Đạo, là nạn nhân chất độc da cam mức 3, có một con do bị mắc bệnh liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học nên chậm phát triển trí tuệ. Và ông Trần Trung Khoát, sinh năm 1953, ở tổ dân phố Quảng Luận, phường Đa Phúc, là nạn nhân chất độc da cam mức 4. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam, chia sẻ với những khó khăn của các gia đình hiện nay, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những công lao, hy sinh mất mát mà các gia đình phải gánh chịu trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng chí chúc các nạn nhân chất độc da cam chiến thắng bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục phát huy tinh thần mẫu mực, nêu gương sáng cho con cháu học tập noi theo, đồng thời đề nghị các cấp ủy chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện để các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ trì buổi làm việc với Sở Nội vụ về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm. Qua nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở Nội vụ những tháng đầu năm nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình đánh giá, cán bộ công chức Sở Nội vụ đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ với nhiều nội dung quan trọng. Tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai việc sắp xếp bộ máy tổ chức theo đúng quy định của Trung ương, chuẩn bị nội dung triển khai các nghị quyết của Trung ương và Quốc hội để Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua, làm cơ sở triển khai trên thực tế trong thời gian tới. Đồng thời, tổ chức tốt các kỳ thi tuyển công chức, nâng ngạch công chức theo đúng quy định, không để xảy ra khiếu nại nào liên quan đến hoạt động trên. Bên cạnh đó, Sở tăng cường kiểm tra đôn đốc công tác cải cách hành chính, công tác thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ, quản lý nhà nước về tôn giáo cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Sở tập trung làm tốt việc thực hiện sắp xếp bộ máy của các đơn vị, vấn đề tinh giản biên chế, quản lý đội ngũ cán bộ công chức cần xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết theo đúng quy định của Bộ Nội vụ, rà soát quy trình kinh phí đào tạo cán bộ công chức, phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố để bảo đảm việc tuyển dụng nghiêm túc đúng quy định pháp luật. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra giám sát đánh giá việc thực hiện cải cách hành chính, khắc phục triệt để những hạn chế, đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính của chính phủ, tăng cường công tác thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ, tôn giáo cùng nhiều nhiệm vụ quan trọng khác. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tiếp và làm việc với đoàn công tác của Cục cấp và thoát nước và học sinh thành phố Kitakyushu, Nhật Bản do ông Morinaga Kenichi, Giám đốc Dự án Quốc tế, Cục cấp thoát nước thành phố Kitakyushu làm trưởng đoàn nhân dịp đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Hải Phòng. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành đánh giá cao đoàn công tác trao đổi và hợp tác với thành phố trong việc triển khai các dự án liên quan đến lĩnh vực cấp nước, thoát nước, môi trường, đồng thời ghi nhận những kết quả nổi bật trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai thành phố kết nghĩa, Hải Phòng và Kitakyushu. Thời gian qua, các chương trình dự án thông qua sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA triển khai tại Hải Phòng. Đặc biệt, sự hỗ trợ giúp đỡ hiệu quả của thành phố Kitakyushu trong lĩnh vực cấp nước và xử lý nước thải giúp Hải Phòng nâng cao năng lực cấp nước và xử lý nước thải của thành phố, cải thiện vệ sinh môi trường nước.
Ông Morinaga Kenichi, Giám đốc Dự án Quốc tế Cục cấp thoát nước thành phố Kitakyushu, trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo thành phố, mong muốn thành phố Hải Phòng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các dự án triển khai đúng tiến độ và hiệu quả, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai thành phố và đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Chủ đầu tư và quận Lê Chân thực hiện dự án theo hình thức quần chiếu, giải phóng mặt bằng đến đâu thi công đến đó, sớm phê duyệt phương án bồi thường cho những hộ còn lại. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho thành phố về những cơ chế chính sách liên quan đến các thủ tục đất đai. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đình Chuyến trong cuộc họp với các sở ngành địa phương đơn vị nghe báo cáo tình hình thực hiện công trình tuyến đường trục từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến ngã ba đường Chợ Con và tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại A51, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân vào sáng nay. Công trình tuyến đường trục từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến ngã ba đường Chợ Con do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư và dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng do Ủy ban Nhân dân quận Lê Chân làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách thành phố. Được khởi động lại từ năm 2017, theo kế hoạch dự án sẽ hoàn thành vào năm 2020. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dự án còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, việc bố trí nguồn vốn và giải ngân vẫn còn chậm. Nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án trong mục tiêu xây dựng tuyến đường trục giao thông hướng tâm, kết nối khu vực trung tâm thành phố với quốc lộ 5. Đường Phạm Văn Đồng và khu vực phía nam thành phố là cửa ngõ chính của thành phố đi các tỉnh và cả nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đình Chuyến yêu cầu chủ đầu tư và quận Lê Chân thực hiện dự án theo hình thức cuốn chiếu, giải phóng mặt bằng đến đâu, thi công đến đó, sớm phê duyệt phương án bồi thường cho những hộ còn lại. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho thành phố về những cơ chế chính sách liên quan đến các thủ tục đất đai, khẩn trương hoàn thiện khu tái định cư, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tích cực hoàn thành các thủ tục để giải ngân vốn, phấn đấu đến hết năm nay, cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công dự án. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng giám sát tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách pháp luật trong công tác quản lý sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại Hải Phòng giai đoạn 2015-2019. Tính đến tháng 7 năm 2019, tổng số lao động là người nước ngoài làm việc tại Hải Phòng là hơn 7.000 người, tăng 2,1 lần so với thống kê năm 2015. Trong đó, hơn 67% là lao động trình độ cao và trên 98% lao động có giấy phép lao động. Bên cạnh ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an thành phố, Bảo hiểm xã hội và Cục thuế thành phố trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho các đơn vị có sử dụng lao động là người nước ngoài, công tác thanh kiểm tra, phát hiện xử phạt kịp thời các đơn vị có dấu hiệu vi phạm, cấp và quản lý giấy phép lao động, đăng ký tạm trú, tạo mọi điều kiện để người lao động nước ngoài được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thực hiện kê khai thuế thu nhập tại địa phương. Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng yêu cầu các sở ngành cần làm rõ và nhanh chóng khắc phục một số nội dung còn tồn tại như sự thiếu thống nhất về thời điểm và quy trình cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài, những tiêu chí để đánh giá là lao động nước ngoài trình độ cao, đặc biệt là cơ chế phối hợp giữa các sở ngành trong việc quản lý, thống kê các số liệu về lao động là người nước ngoài hiện nay còn chưa chặt chẽ, chưa có một hệ thống cơ sở dữ liệu chung, dẫn đến sự thiếu chính xác, gây khó khăn cho công tác kiểm tra giám sát cùng một số nội dung khác. Hôm nay, Đảng ủy cơ quan Cục thuế Hải Phòng tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, kết quả hội nghị Trung ương 10 khóa 12, chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, thông chi số 36 của Ban Thường vụ Thành ủy, hướng dẫn và kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan thành phố về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Việc triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 được Đảng bộ Cục thuế cụ thể hóa với 3 nội dung quan trọng và 11 nhiệm vụ cụ thể. Cùng với đó, Đảng ủy cơ quan Cục thuế tập trung quán triệt thực hiện thông chi số 36 của Ban Thường vụ Thành ủy, hướng dẫn và kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Sau hội nghị, Đảng bộ Cục thuế yêu cầu các chi đảng bộ trực thuộc tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc chương trình hành động thực hiện nghị quyết 45 gắn với nhiệm vụ tăng thu ngân sách cho thành phố và làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng ở cơ sở.
Thưa quý vị và các bạn, Hải Phòng từ rất sớm đã thể hiện vai trò của mình trong hoạt động công nghiệp hóa cũng như phát triển thương mại dịch vụ. Những năm qua, Hải Phòng tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống chính sách để phù hợp với thực tế phát triển khi bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các mục tiêu được xác định trong Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị khóa 12, trong đó có một số ngành dịch vụ chiến lược đang định vị lại hình ảnh của thành phố Hải Phòng, không chỉ là thành phố cảng mà còn là trung tâm kinh tế công nghiệp, trung tâm thương mại dịch vụ, đồng thời là trung tâm dịch vụ logistics quan trọng của quốc gia trong những năm tiếp theo. Đến năm 2030, tức là chỉ trong vòng 2 nhiệm kỳ nữa, Hải Phòng phải trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững, tầm cỡ khu vực Đông Nam Á, trung tâm dịch vụ logistics quốc tế hiện đại bằng cả đường biển, đường hàng không, đường bộ cao tốc và đường sắt tốc độ cao. Trong mục tiêu được đề ra trong Nghị quyết 45, có một lĩnh vực cụ thể được gọi tên, đó là logistics. Cảng biển, dịch vụ logistics, cái này rất quan trọng. Nếu mà các cái tàu lớn khoảng 200.000 cập cảng Hải Phòng, thì từng bước chúng ta sẽ có điều kiện để mà giảm giá thành vận chuyển rồi tăng cái sản lượng hàng hóa thông qua cảng, và qua đó thì dịch vụ cảng biển phát triển mạnh mẽ, và phát triển dịch vụ cảng biển, phát triển cảng biển dẫn tới phát triển thương mại rồi dẫn tới các cái dịch vụ tài chính sẽ phát triển theo. Hoạt động logistics đang càng ngày càng khẳng định vai trò vị trí trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội nói chung và đối với ngành thương mại nói riêng trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Đây là nhân tố then chốt trong chuỗi lưu thông hàng hóa, tạo ra giá trị tăng thêm và nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Phát triển logistics càng trở nên tất yếu với Hải Phòng khi thành phố đang là đầu mối giao thương quan trọng và hiện có lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn nhất phía Bắc. Vai trò của Hải Phòng trong thúc đẩy kinh tế đất nước, đặc biệt trong xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng với thế giới đã được khẳng định trong nhiều báo cáo của các cơ quan thuộc chính phủ. Có lẽ là ở trên lãnh thổ Việt Nam thì Hải Phòng là một trong những nơi rất hiếm các cái địa phương mà có hệ thống giao thông được đầu tư tương đối đồng bộ, bao gồm cả đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy, thậm chí là cái đường vận chuyển bằng đường ống của một số cái mặt hàng đặc thù sản phẩm của chúng ta. Và đặc biệt là nó có tính đầu tư được đồng bộ liên kết với cả các cái địa phương khác trong khu vực, trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cũng như là đảm bảo cái liên kết của Hải Phòng với các cái trung tâm kinh tế lớn của khu vực, thì đều là những cái nền tảng rất quan trọng để cho chúng ta phát huy được cái vai trò của logistics trong cái phát triển kinh tế xã hội. Trong bối cảnh mới đối với nền kinh tế Việt Nam cũng như các địa phương, logistics vừa là hạt nhân liên kết vùng, vừa là nền tảng quan trọng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhờ sức hấp dẫn của một nút hội nhập, cộng đồng doanh nghiệp đã tìm đến Hải Phòng ngày càng đông đúc, qua đó khơi thông dòng chảy logistics, tạo ra bức tranh sôi động cả về thương mại, công nghiệp, dịch vụ, du lịch lẫn thu hút đầu tư trên thành phố cảng. Tuy nhiên, vai trò trung tâm kết nối chỉ là một phần. Cơ chế chính sách thông thoáng và môi trường đầu tư thuận lợi mới là nhân tố hoàn thiện môi trường logistics cho Hải Phòng. Không chỉ phát huy thế mạnh vốn có của một đô thị cảng lâu năm, logistics sẽ trở thành động lực chủ yếu cho tăng trưởng kinh tế xã hội, cho tiến trình hiện đại hóa nền kinh tế, gia tăng tỷ trọng đóng góp của Hải Phòng vào tổng GDP cả nước. Và quan trọng hơn là thúc đẩy sự lan tỏa cho tất cả các lĩnh vực của thành phố Hải Phòng ra khu vực. Tôi nghĩ rằng Hải Phòng sẽ là một cái trung tâm và là một cái điểm đến cho các cái hoạt động của dịch vụ logistics cũng như của các cái doanh nghiệp trong logistics. Và cái cuối cùng nữa là hàng loạt những cái cơ chế chính sách lớn của nhà nước đã được ban hành và bây giờ đang cần cái sự chủ động và cuộc tích cực của chính quyền các địa phương, và Hải Phòng với sự ủng hộ và liên kết tích cực của các địa phương trong vùng thì tôi tin rằng có đủ điều kiện để làm tốt những nhiệm vụ đó và để bứt lên để trở thành một cái hình mẫu cho cái phát triển logistics, đóng góp cho phát triển của địa phương về kinh tế xã hội. Trong giai đoạn phát triển sắp tới, những ngành công nghiệp mang tính dẫn dắt như công nghiệp ô tô, công nghiệp chế tạo, công nghiệp phụ trợ đang hình thành đầy triển vọng tại Hải Phòng, hay những lĩnh vực giàu tiềm năng và đang được đánh thức như logistics sẽ dần định hình lại khái niệm thành phố cảng, đưa Hải Phòng vươn tầm từ một đô thị cảng biển thuần túy trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch lớn của đất nước trong những năm tiếp theo. Trước tình trạng số ca mắc bệnh sốt xuất huyết tăng nhanh trong những tuần gần đây, quận Ngô Quyền đang tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng chống bệnh dịch, trong đó công tác vệ sinh môi trường sống được đặc biệt chú trọng. Thời tiết như hiện nay rất thuận lợi để muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết sinh sôi phát triển, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh gia tăng vào những tháng cuối năm. Hơn nữa, tình trạng ô nhiễm môi trường với nhiều phế thải, phế liệu tồn đọng
là nơi muỗi đẻ trứng, mật độ dân cư cao, nhiều khu nhà trọ công trường xây dựng với điều kiện ăn ở tạm bợ cũng là nguyên nhân khiến bệnh dịch phát triển khó lường. Tại 13 trên 13 phường trên địa bàn quận, chính quyền địa phương, trạm y tế đã huy động người dân cùng vào cuộc. Ủy ban nhân dân quận cũng tổ chức 5 đoàn công tác do lãnh đạo quận chủ trì xuống giám sát và tham gia công tác phòng bệnh tại các địa phương, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao. 5 đoàn công tác của lãnh đạo quận mà chúng tôi đã phát động chiều ngày hôm nay, cuối buổi chiều là tổng vệ sinh trên toàn địa bàn, chia ra cùng xuống làm việc với lại các phường, với nhân dân và giám sát các cái công việc của các địa phương. Và chúng tôi yêu cầu là các phường và các ngành phải thường xuyên hàng ngày có cái báo cáo thông tin về cái việc phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn của tất cả các phường. Thế và từ cái cập nhật thông tin đó thì để chúng tôi có những cái thông tin về chỉ đạo. Năm nay ghi nhận số lượng dày đặc vector muỗi Aedes aegypti là vector chính để truyền bệnh sốt xuất huyết. Được biết gần 10 năm nay ở khu vực nội thành Hải Phòng không xuất hiện loại muỗi này mà chỉ có vector muỗi Aedes albopictus cũng là muỗi gây bệnh sốt xuất huyết nhưng khả năng truyền bệnh không cao và nguy hiểm như muỗi Aedes aegypti. Sự xuất hiện của vector muỗi này càng đặt vấn đề phòng chống ứng phó sốt xuất huyết lên hàng đầu đối với ngành y tế nói riêng và các cấp chính quyền nói chung. Công tác giám sát, đặc biệt là giám sát phát hiện sớm ca bệnh tại cộng đồng, khoanh vùng ổ dịch kịp thời, triệt để nhằm khống chế ổ dịch ngay từ khi mới xuất hiện những bệnh nhân đầu tiên được quận đặc biệt chú trọng. Đặc biệt, tiếp tục triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và muỗi truyền bệnh với phương châm vào từng ngõ, gõ từng nhà để hướng dẫn giám sát hoạt động diệt bọ gậy. Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp đường 403 giai đoạn 2 từ phà Dương Áo đến kênh Hòa Bình trên địa bàn xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy được triển khai từ năm 2011 đến nay. Đây là dự án giao thông có ý nghĩa quan trọng đối với huyện Kiến Thụy trong việc kết nối giao thông với các địa phương lân cận. Tuy nhiên, thời điểm này, hạng mục cầu bắc qua sông Đa Độ thuộc dự án trên đang chậm tiến độ do một hộ dân chây ì không bàn giao mặt bằng phục vụ thi công. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Thụy, khu vực giải phóng mặt bằng thực hiện hạng mục cầu bắc qua sông Đa Độ thuộc dự án nâng cấp đường 403 giai đoạn 2 có 4 hộ bị thu hồi đất ở là ông Nguyễn Văn Thụy, ông Nguyễn Văn Hiền, ông Nguyễn Hữu Nghị và ông Hoàng Văn Vận thuộc thôn Lạng Côn, xã Đông Phương. Trong đó có 3 hộ đã nhận tiền bàn giao mặt bằng cho dự án thi công, còn lại hộ ông Nguyễn Văn Thụy mặc dù đã được Ủy ban Nhân dân huyện giao một lô đất tái định cư với diện tích trên 144m2, vượt gần 34m2 so với diện tích đất ở bị thu hồi và được Ủy ban Nhân dân huyện giảm 70% tiền sử dụng đất. Do ông Thụy là thương binh hạng 4/4, theo quy định tại quyết định số 118 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở. Tại thời điểm nhận tiền bồi thường hỗ trợ, hộ ông Nguyễn Văn Thụy không có kiến nghị thắc mắc gì và cam kết sau khi nhận đủ số tiền bồi thường hỗ trợ theo phương án đã được Ủy ban Nhân dân huyện phê duyệt, gia đình sẽ bàn giao ngay diện tích đất thu hồi cho cơ quan nhà nước quản lý theo quy định. Mặc dù đã được Ủy ban Nhân dân huyện giải quyết chế độ chính sách, tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đồng thời tổ chức đối thoại giải quyết theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, hộ ông Nguyễn Văn Thụy chưa di chuyển tài sản, cây cối, vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ của dự án. Đây là một dự án rất quan trọng nhằm phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như là kết nối với giao thông các cái quận, huyện lân cận. Hiện nay là dự án đang bị chậm vì lý do có một hộ gia đình hiện nay là chưa di chuyển đi nơi khác. Các cái chế độ chính sách thì huyện cũng đã kịp thời đáp ứng được cho gia đình. Thì huyện ủy, ủy ban nhân huyện cũng đã họp và cũng đã có văn bản trình lên thành ủy Hải Phòng cũng như là ủy ban thành phố Hải Phòng để kịp thời nhanh, mong sao để giải quyết nhanh để cho dự án đi vào hoạt động. Để bảo đảm tiến độ dự án, đặc biệt là tiến độ thi công hạng mục cầu bắc qua sông Đa Độ, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương pháp luật trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất trên địa bàn. Nếu hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thụy không bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án trên, Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Thụy sẽ báo cáo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện phương án cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Sau một thời gian chậm hỗ trợ vật tư, hiện nay việc thực hiện nghị quyết 32 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15 về cơ chế chính sách hỗ trợ xây mới sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng, có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Hải Phòng đang được thực hiện khá tích cực và hiệu quả trên địa bàn quận Hải An.
Căn nhà của cụ Đinh Thị Mũ, 101 tuổi, là mẹ liệt sĩ ở tổ dân phố Cát Khê, phường Tràng Cát xuống cấp nghiêm trọng. Năm ngoái, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã huy động kinh phí hỗ trợ gia đình bà sửa chữa căn nhà, nhưng việc sinh hoạt vẫn gặp nhiều khó khăn. Hôm qua, gạch và xi măng của thành phố đã được vận chuyển đến tận công trình trong niềm vui của gia đình về ngôi nhà mới thực sự khang trang. Gia đình nhà tôi là thuộc diện chính sách, mẹ tôi là mẹ liệt sĩ. Tôi có làm đơn đề nghị ra phường và bên chính sách có giải quyết cho cụ vật liệu để xây sửa lại cái ngôi nhà này cho cụ, cho vững chắc để cụ còn sống ngày nào cụ ở. Đây là một trong 4 hộ gia đình chính sách trên địa bàn phường Tràng Cát có khó khăn về nhà ở vừa được nhận vật tư theo nghị quyết số 32 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Trong số 9 hộ đăng ký xây sửa nhà trong năm nay của phường thì có 3 hộ đăng ký khởi công xây dựng vào đầu năm nay. Đến nay, nghị quyết 32 của Hội đồng Nhân dân thành phố đã thực sự đến với lại các hộ đối tượng chính sách có khó khăn về nhà ở. Mong rằng là sự vào cuộc của các cấp chính quyền đã tạo không khí tốt cho người dân. Một lần nữa, thay mặt cho hộ dân cũng như chính quyền cơ sở, cảm ơn sự quan tâm của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân, các ban ngành đoàn thể thành phố của thành phố, của quận. Theo rà soát của Ủy ban Nhân dân quận Hải An, vào tháng 12 năm ngoái, 32 trên 67 hộ có nhu cầu hỗ trợ theo nghị quyết 32 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Tuy nhiên, do việc chậm hỗ trợ vật tư mà một số hộ có nhà ở xuống cấp nghiêm trọng đã triển khai xây dựng. Đến tháng 7 năm nay, sau khi rà soát lại, Phòng Quản lý Đô thị quận đã tổng hợp chỉ còn 15 trên 34 hộ còn nhu cầu hỗ trợ xi măng và gạch. Trong đó có 5 hộ xây mới và 10 hộ sửa chữa. Đến nay, đã có 8 hộ được cung cấp xi măng với tổng số trên 25 tấn, 7 hộ được cung cấp gạch với 51.000 viên. Với sự vào cuộc tích cực của các sở ngành đơn vị địa phương, hy vọng trong thời gian tới, việc triển khai xây dựng nhà ở cho người có công sẽ được đẩy nhanh, góp phần cải thiện điều kiện về nhà ở và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Du lịch Đồ Sơn vừa đón nhận tin vui, đó là việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa có quyết định công nhận bãi tắm khu 2 thuộc phường Vạn Hương của Đồ Sơn là điểm du lịch. Đây là cơ sở quan trọng để quận tăng cường công tác quản lý khai thác, phát triển điểm du lịch theo quy định nhằm bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị tài nguyên du lịch vốn là thế mạnh của quận. Từ lâu, bãi tắm khu 2 Đồ Sơn đã được du khách trong nước và quốc tế biết đến với bờ cát trải dài mịn tự nhiên, nằm riêng biệt trong vùng, đem lại sự an toàn cho du khách khi tắm biển. Mặc dù thời gian qua, quận đã tăng cường công tác quản lý và khai thác bãi tắm này nhưng chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Vì vậy, việc Ủy ban Nhân dân thành phố có quyết định công nhận bãi tắm khu 2 là điểm du lịch đã mở ra những cơ hội mới giúp ngành du lịch Đồ Sơn bứt phá vươn lên. Đã công nhận được là cái điểm du lịch thì mới tổ chức được các cái dịch vụ đấy theo quy chế đấy, quản lý cái bãi tắm. Cho nên là vừa có lợi cho nhà quản lý để khai thác cái bãi tắm, đồng thời cũng là để quy định cho du khách đến tắm biển để phải chấp hành các cái nội quy quy định, để mục đích là làm sao mà tổ chức cái khai thác cái bãi tắm mà thật sự an toàn cho du khách và đảm bảo văn minh lịch sự, để hấp dẫn thu hút khách về với Đồ Sơn. Sau khi được công nhận là điểm du lịch, quận giao cho các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch phương án quản lý khai thác điểm du lịch bãi tắm khu 2 trình để phê duyệt ngay trong tháng 8 này. Hoàn thiện các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực của điểm du lịch theo lộ trình đã cam kết. Trong đó chú trọng tuyên truyền vận động yêu cầu các hộ kinh doanh dịch vụ không sử dụng phao bơi từ xăm ô tô hoặc các chất liệu không bảo đảm tiêu chuẩn cho du khách thuê để tắm biển. Tổ chức ký cam kết với các hộ kinh doanh dịch vụ ô ghế không xả nước, rác thải trực tiếp ra bãi tắm. Bố trí thêm một trạm quan sát tại vị trí phù hợp để kịp thời phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn nhằm mang lại sự an toàn cho người dân và du khách. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá mạnh mẽ điểm du lịch bãi tắm khu 2 Đồ Sơn tới đông đảo du khách, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Đồ Sơn. Trong tương lai, Đồ Sơn cùng với Cát Bà và Hạ Long sẽ trở thành trung tâm du lịch quốc tế vào năm 2025 theo đúng mục tiêu Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị khóa 12 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Cùng với du lịch Đồ Sơn, du lịch Cát Bà cũng đang từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp, văn minh. 300 logo thương hiệu du lịch Cát Bà với chủ đề Cát Bà xanh, vẻ đẹp của thiên nhiên, điểm đến an toàn, thân thiện và nghĩa tình vừa được công an huyện Cát Hải dán trên các phương tiện vận tải hành khách hoạt động trên địa bàn đảo Cát Bà. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh tuyên truyền và nhân rộng mô hình Cát Bà điểm đến an toàn, thân thiện, nghĩa tình tới đông đảo nhân dân và du khách. Việc dán logo trên các phương tiện vận tải thủy bộ cũng góp phần nâng cao ý thức của các lái tàu, lái xe và nhân viên trong việc phục vụ du khách tới tham quan du lịch tại Cát Bà. Trong thời gian tới, công an huyện sẽ tiếp tục dán hơn 100 logo cho các phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trên địa bàn. Tuyến quốc lộ 37 cũ nằm trong dự án cải tạo nâng cấp đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục, huyện Vĩnh Bảo đang trong giai đoạn hoàn thành. Con đường nhỏ hẹp trước đây giờ đã trở thành tuyến giao thông hiện đại, nhưng đi kèm theo đó lại là nỗi lo của người tham gia giao thông trước những rủi ro luôn rình rập. Nỗi lo của người dân là hoàn toàn có cơ sở. Những tuyến đường mới êm thuận đồng nghĩa với tốc độ của các phương tiện tham gia giao thông cũng tăng lên theo. Đáng quan ngại nhất là hàng chục con đường nhánh từ các thôn làng kết nối với quốc lộ, trong khi hầu hết các điểm giao cắt đấu nối này lại có tầm quan sát rất hạn chế. Góc nhìn, tầm nhìn rất khuất, rất nguy hiểm đến tính mạng con người. Có như lúc tôi đi đến 6-7 phút tôi chưa sang được đường to, phải dừng vì người ta đi mình không nhìn rõ, không dám đi. Dự án cải tạo nâng cấp đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục, huyện Vĩnh Bảo bao gồm cải tạo nâng cấp tuyến quốc lộ 37 cũ và tuyến đường mới song song. Hiện tuyến quốc lộ 37 cũ đã cơ bản hoàn thành. Theo kế hoạch, trong tuần tới, nhà thầu sẽ tổ chức thi công và hoàn thiện các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông. Tất cả các đường ngang, các thứ là chúng tôi đã làm lại, hoàn trả lại khi đi lên đường quốc lộ 37 này. Và tất cả các biển báo, gờ giảm tốc, tức là về cảnh báo cái an toàn giao thông ấy, thì là toàn bộ là ngoài mùng 10 này là chúng tôi sẽ hoàn thành để cho bà con đi lại cho nó thuận tiện. Hệ thống biển báo, cảnh báo giao thông hay gờ giảm tốc được bố trí lắp đặt ở các vị trí giao cắt với tuyến chính là biện pháp quan trọng để bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, tại những vị trí có tầm quan sát hạn chế như thế này sẽ tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông. Do vậy, về lâu dài, chính quyền địa phương cần sớm có biện pháp điều chỉnh mặt bằng các điểm đấu nối với tuyến chính để mở rộng tầm quan sát cho người tham gia giao thông, không để các vị trí trên trở thành những điểm đen giao thông trên tuyến. Thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về việc đăng ký xét tuyển bổ sung vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020. Những thí sinh đã đăng ký nguyện vọng 2 xét tuyển vào các trường Trung học Phổ thông Đồ Sơn, Phổ thông Nội trú Đồ Sơn, Trung học Phổ thông Nguyễn Đức Cảnh và Trung học Phổ thông Cát Hải chưa trúng tuyển đến trường Trung học Phổ thông nơi thí sinh đã đăng ký nguyện vọng 2 xem thông báo chi tiết việc xét tuyển bổ sung. Thời gian nộp đơn đăng ký xét tuyển trước 17 giờ ngày 9 tháng 8 năm 2019. Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Những thông tin dự báo thời tiết sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Xin kính chào quý vị và các bạn. Vào chiều nay, khu vực Hải Phòng đã có những ổ mây đối lưu hình thành, phát triển gây mưa rào và dông kèm theo sét và gió giật mạnh. Hiện nay, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Bắc đảo Luzon, Philippines. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp này, đêm nay và ngày mai, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Riêng vùng núi có mưa to đến rất to, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Các tỉnh ven biển Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Quay trở lại với thời tiết khu vực Đông Bắc, trong đó có thành phố Hải Phòng, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây che nắng, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ. Còn ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết tại khu vực thành phố Hải Phòng, đêm nay và ngày mai.
Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2020, kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm dân vận 15 tháng 10 năm 1949, 15 tháng 10 năm 2019 và 20 năm ngày dân vận của cả nước 15 tháng 10 năm 1999, 15 tháng 10 năm 2019. Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức cuộc thi báo chí viết về tấm gương dân vận khéo nhằm lựa chọn, trao giải cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về các tấm gương dân vận khéo được đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép, đồng thời trao thưởng cho các cơ quan báo chí, ban dân vận cấp ủy xuất sắc trong tuyên truyền, triển khai cuộc thi, phát hiện tôn vinh các tấm gương điển hình dân vận khéo. Ngày 8 tháng 5 năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng có công văn số 639 về việc tham gia giải báo chí toàn quốc về công tác xây dựng Đảng lần thứ 3 năm 2018 và cuộc thi báo chí viết về tấm gương dân vận khéo. Trong đó, giao báo Hải Phòng là cơ quan thường trực, Ban Dân vận Thành ủy chủ trì tổng hợp mô hình dân vận khéo, cung cấp thông tin làm cơ sở viết bài tham dự cuộc thi. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung thể lệ cuộc thi báo chí viết về tấm gương dân vận khéo giai đoạn 2017-2020, sửa đổi bổ sung năm 2019. Thể lệ và quy định của cuộc thi. Công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước có tác phẩm báo chí phù hợp với các quy định của cuộc thi đều có quyền gửi tác phẩm tham dự. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm phù hợp với quy định của cuộc thi. Tác phẩm dự thi được thể hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc được dịch ra tiếng Việt, đã được đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, bảo đảm đúng các quy định của thể lệ. Tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị, có tính phát hiện, phương pháp thể hiện sáng tạo, hấp dẫn. Đối tượng được phản ánh thực sự là những tấm gương tập thể và cá nhân tiêu biểu, những kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong phong trào thi đua dân vận khéo do Ban Dân vận Trung ương phát động trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng củng cố hệ thống chính trị, có tính bền vững, sức lan tỏa và đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở các địa phương đơn vị trên phạm vi cả nước. Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu như thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, kịch truyền thanh. Các loại hình và thể loại báo chí được xét trao giải: loại hình báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình; thể loại bài phản ánh, ghi chép, phóng sự, bút ký, ký sự, phim tài liệu, các chương trình phát thanh, truyền hình. Mỗi tác phẩm là một hoặc một loạt bài, hoặc phóng sự, hoặc chương trình tùy thể loại, nhưng không quá 3 kỳ, hoặc 3 phóng sự, hoặc 3 chương trình tùy thể loại của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên về cùng một sự kiện, một đề tài. Tác phẩm phải gửi bản in chính hoặc sao chụp, ghi đĩa CD, DVD hoặc USB tùy thể loại. Cơ quan báo chí và ban dân vận cấp ủy được trao giải báo chí viết về tấm gương dân vận khéo phải tích cực triển khai tuyên truyền, hướng dẫn tham dự cuộc thi, có số lượng tác giả tác phẩm dự thi trong nhóm các địa phương đơn vị tham dự nhiều nhất, tập hợp giới thiệu được nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo của địa phương đơn vị cung cấp cho báo chí đối với ban dân vận cấp ủy. 2. Thời gian, địa điểm nhận tác phẩm. Thời hạn cuối cùng nhận các tác phẩm gửi về báo Hải Phòng ngày 10 tháng 9 năm 2019. Thời hạn cuối cùng gửi bài dự thi về Trung ương ngày 20 tháng 9 năm 2019. Cơ quan thường trực cuộc thi: Tạp chí Dân vận, Ban Dân vận Trung ương, số 105B Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, số 59 Lý Thái Tổ, Hà Nội. 3. Giải thưởng. Đối với tác phẩm có 6 giải A, 15 giải B, 15 giải C, 30 giải khuyến khích. Đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, 10 giải đồng hạng xuất sắc. Thưởng 5 triệu đồng một tác phẩm cho các tác phẩm được chọn vào chung khảo.